Dạ, TV256 xin mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn. Dạ, hôm nay TV cho quý anh chị nghe về cái lời kêu gọi thứ hai của Linh Mục Viện Nguyễn Văn Lý nha. Chương trình này xin kính chào và xin cảm ơn. Thưa quý vị, đất nước Việt Nam đã rơi vào tay của Tàu Cộng, chưa hoàn toàn nhưng cũng không phải chỉ mới bắt đầu, mà đã rơi vào từng phần. Kỳ vừa rồi, ngày 5 tháng 3, lực lượng cơ động an ninh của Tàu Cộng đã công khai xuất hiện đàn áp đồng bào Việt Nam tại Sài Gòn. Điều này chứng tỏ rất nghiêm trọng, đó là lực lượng cơ động an ninh của Tàu Cộng đã công khai xuất hiện đàn áp đồng bào Việt Nam đi biểu tình. Điều này bộc lộ hai điều rất nghiêm trọng. Thứ nhất là những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã bất lực, không thể ngăn chặn được sự xuất hiện của lực lượng an ninh của Tàu Cộng, mà nên phải cho phép họ can thiệp vào. Thứ hai là có thể lực lượng an ninh Cộng sản Việt Nam khi đàn áp biểu tình thì có phần nương tay, có phần dao động trong tâm lý, cho nên họ phải mượn tay của lực lượng an ninh Tàu Cộng mà đàn áp lại đồng bào của mình. Đối với chúng ta không còn nguy cơ mất nước nữa, mà là thực sự mất nước một phần rồi. Chỉ còn thời gian thì hiện tượng mất nước càng ngày càng rõ hơn thôi. Vậy về phía chúng ta cần phải làm gì? Rất tiếc là quốc nội hiện giờ một số đồng bào chưa biết nguy cơ này, còn một số đồng bào đông thì biết khá rõ, nhưng đa số vẫn còn u lì, thù đồng, đau xót, có khi là khóc thương, nhưng vẫn thù đồng chưa biết làm sao. Tâm lý thù đồng chưa biết làm gì này lây lan ở nơi cả giới trí thức, giới nhân sĩ, các chức sắc của các tôn giáo, của tất cả các tôn giáo Việt Nam cũng đều thở dài, có khi khóc than, nhưng đa số do dự không biết làm sao. Chính vì vậy mà lần biểu tình vừa rồi chưa được thành công như dự kiến, nhưng dù sao thì cũng đã khởi động được cái cuộc thực tập vĩ đại này. Sở dĩ
chưa được thành công là vì đối phương giữ những lợi thế hơn chúng ta rất nhiều. Lợi thế đầu tiên đó là họ kiểm soát được mạng thông tin. Và vì chúng ta bị khống chế thông tin, cho nên các đầu mối nối kết không nối kết với nhau được, không thông tin địa điểm, thời gian, một số đợi chờ mãi, không biết khởi động thế nào. Những đầu mối thông tin này bị cắt điện thoại, cắt điện thư, bị canh gác chặt ở cửa nhà, bị cấm ra khỏi nhà. Một số bạn thì bị cướp cả điện thoại, cướp cả laptop, cướp cả tiền bạc. Rồi một số bị đánh, bị hăm dọa, bị đuổi việc. Và một số bạn trẻ thì bị đuổi học. Tất cả những ngăn cản này khiến hệ thống thông tin của chúng ta gần như tê liệt. Nếu họ tiếp tục khống chế như vậy thì thật sự chúng ta gặp quá nhiều khó khăn. Và một phần là vì tâm lý dao động sau lần đàn áp đẫm máu ngày 14 tháng 2 năm 2017 này tại Diễn Châu, Nghệ An. Hơn 30 người dân bị thương nặng và cả hàng trăm giáo dân bị đánh. Sự đàn áp thô bạo này tạo ra hai hậu quả ngược chiều nhau. Hậu quả thứ nhất là nhà nước Cộng sản Việt Nam bị mất uy tín trầm trọng trước quốc tế. Nhưng hậu quả thứ hai đó là tinh thần kiên định của người dân bị chao đảo. Rồi những người phụ trách không dám hô hào dân chúng vào nơi nguy hiểm, đều sợ con dân mình bị trả những giá quá cao. Nhưng vì chúng ta không còn con đường nào khác, hoặc là chúng ta phải đầu hàng để trở thành Tây Tạng thứ hai, hoặc là chúng ta phải đứng lên. Do đó mà chúng ta phải chọn con đường biểu tình ôn hòa toàn quốc này, dù là như một cuộc thực tập, nhưng cũng đành phải thực tập. Thực tập chủ nhật này qua chủ nhật khác, từ tháng này qua tháng khác, cho đến cuối năm 2017, hy vọng sẽ có được một chút thành công gì. Và nếu chúng ta áp lực chưa được, thì chúng ta vẫn tiếp tục áp lực. Tại sao chúng ta lại chọn cái phương án này? Đó là bởi vì chống ngoại xâm luôn luôn là một động cơ, lý do giúp đoàn kết toàn dân hiệu quả nhất. Chống ngoại xâm như vậy để phân hóa hàng ngũ của bộ máy cầm quyền thành bốn phần. Phần thứ nhất, thiểu số thôi, khoảng chừng 10-15% là tôi nhục, cam tâm làm nô lệ Tàu Cộng. Phe thứ hai là cũng khoảng 10-15% là quyết tâm chống lại nhưng chưa có đường lối và dễ bị cám dỗ phải dùng nền bạo lực để lật đổ nhau. Chúng ta cố gắng dùng biểu tình để áp lực, cán ngăn không cho họ sử dụng bạo lực. Bởi vì nếu họ sử dụng bạo lực thì Trung Quốc có cớ nhảy vào liền.
mà nhảy vào thì Việt Nam sẽ trở thành nồi nổ cho chiến tranh thế giới thứ ba, nơi mà quốc tế sẽ dùng để làm thí nghiệm cho các loại vũ khí hiện đại nhất. Đất nước chúng ta tan hóa, tan nát và có thể sẽ bị chia đôi Kinh Việt từ đèo Hải Vân trở xuống. Cho nên bằng mọi giá chúng ta cũng quyết tâm can ngăn không để phe này sử dụng bạo lực. Phe thứ ba là phe những người tự cho mình là khôn ngoan nhưng thực sự họ ích kỷ. Họ chắp tay sau lưng, họ đứng nhìn thế sự và bên nào mình thì họ ngả theo. Phe này thời nào cũng có và đất nước nào cũng có. Đó là những người thực sự là ích kỷ nhưng mà vẫn tự lừa gạt lương tâm mình rằng họ là khôn ngoan. Phe thứ tư may mắn là càng ngày càng đông. Đó là phe biệt thức tỉnh, biệt sám hối, biệt giác ngộ và muốn được về phía toàn dân. Chúng ta biểu tình để nhờ ba phe này dựa vào cái thế của toàn dân mà áp lực lên phe thứ nhất để trao quyền quản trị đất nước lại cho toàn dân. Chúng ta hy vọng công việc sẽ thành công, nhưng với điều kiện là toàn dân phải kết thành một khối, càng ngày càng bền chặt, càng mạnh mẽ hơn. Hiện giờ lời kêu gọi lần thứ hai dành cho cuộc biểu tình ngày 12 tháng 3 tới đây đã được phát đi. Xin kính mời tất cả nhân sĩ, trí thức, các chức sắc của các tôn giáo và tất cả đồng bào Việt Nam ngoài nước, nhưng đặc biệt là trong nước, phải ý thức rằng đây là nỗ lực cuối cùng để toàn dân Việt thoát khỏi sự nô lệ cai trị của Tàu Cộng. Nếu chúng ta không thành công được trong nỗ lực cuối cùng này thì dứt khoát chúng ta sẽ trở thành Tây Tạng Hai. Vậy xin mời tất cả không sợ một ai, hãy xuống đường, hãy đồng hành cùng toàn dân. Đó là phương pháp tốt nhất chúng ta lựa chọn lúc này. Xin các vị tài giỏi, mưu trí có một phương cách nào hay hơn, hiệu quả hơn thì xin chỉ đường cho chúng tôi, bởi vì thời gian cấp bách lắm rồi. Xin cảm ơn, xin kính chào. Dạ, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe cái lời kêu gọi lần thứ hai của cha Lý. Bây giờ đó, hồi nãy đó TV có nghe cái lời kêu gọi của tổ chức gọi là Tập hợp Quốc dân Việt. Bây giờ TV muốn quý anh chị em nghe cái đó nha. Để mà tổ chức cái cuộc biểu tình nó như thế nào đó thì TV thấy đây là những cái điều mà quan trọng đó. Thành ra quý anh chị em, sự thật TV chưa có chuẩn bị. Đây là có rồi, có Tập hợp Quốc dân Việt. Ủa, không phải. Hồi nãy thì vi thấy mà bây giờ đang nó lạc mất rồi, thành ra xin lỗi quý anh chị nha. Nhưng mà TV coi cái điểm chính đó, để cho mình lời kêu gọi của cha Lý đó là
Thứ nhất là mình không cần tập trung đông người. Và mình phải đánh rất là nhanh để mà có những cái hình ảnh. Và tôi Vi rất là đồng quan điểm với Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Mình đánh khắp nơi trên toàn lãnh thổ của nước Việt Nam này. Mình có thể mình một nhóm 3 người, 5 người, 10 người. Mình đánh chỗ tất cả những chỗ mà mình tập hợp được. Những chỗ mà mình gần nhất để mà tập hợp tất cả mỗi người bạn bè quen biết cái nhóm của mình. Không cần phải đông người, nhưng mà phải chuẩn bị máy ảnh, hình ảnh, biểu ngữ. Đó, đơn giản thôi thôi. Mà TV thấy điều này là rất là hay. Rất là hay mà cả toàn nước hết. Cả 63, 64 tỉnh thành. Chúng ta đều có những cái tập hợp nhỏ như vậy. Không cần phải đông người. Nếu mà đông thì càng tốt, cái đó là lẽ dĩ nhiên. Nhưng mà phải biểu tình rất là nhanh. Đầy đủ hình ảnh rồi đó là chúng ta rút lui. Không có nào ai đàn áp chúng ta được hết. Đây là những lời kêu gọi mà tôi thấy nó có giá trị về cái... Nó là như là... Ông Linh Mục Lý đó là giống như là một cái người chân tu đó. Họ hiểu được những cái điều mà cần thiết để mà chống tạo cộng, để mà chống những cái sự ô nhiễm môi trường, và biết những làm những cái chuyện này đó là nó sẽ đi đến cái vấn đề mà sụp đổ của cái chế độ cộng sản mà người dân mong muốn. Thành ra quý anh chị em nhớ là tập hợp rất là nhanh. 5 người cũng được, 7 người cũng được, 20 người càng tốt. Bất cứ địa điểm nào, nơi nào mà có chỗ cho chúng ta đứng thì chúng ta cứ dương biểu ngữ lên và chụp hình đưa lên trên Internet. Thành ra chúng ta có thể có hàng ngàn cuộc biểu tình như vậy. Hàng ngàn cuộc biểu tình mà nó nhỏ, nó nổi khắp nơi. Không cần phải tập trung ở nhà thờ Đức Bà. Không cần tập trung ở chỗ nào hết. Nhưng mà TV lưu ý với anh chị em đó là muốn biểu tình ở tập trung ở các chợ. Ở các chợ mình đi mua sắm là chuyện rất là bình thường. Mà khi mình đi mua sắm đó, mình vận động 5-7 anh em vô các chợ mình biểu tình. Mà những người mà buôn bán ở chợ thì thường thường là họ không có thích công an. Công an đã đối xử rồi là tồi tệ với những người mà buôn bán, coi như là hối lộ rồi đòi tiền quà, tiền cáp, rồi nhiều khi đó công an đó sử dụng luôn cả xã hội đen để mà dẹp chợ nữa. Thành ra nơi chợ đó, nơi chợ búa là cái nơi mà tụi công an đó là ngại nhất. TV không biết tại sao cái máy nó đang bị đứng rồi hết. Thành ra đó, cái lời biểu tình của cha Linh Mục Lý rất là hay. TV rất là tâm đắc. Và chúng ta tập hợp không cần đông người, và chúng ta đưa hình ảnh lên trên Internet thôi. Chúng ta sẽ có cả ngàn tập hợp như vậy. Tất cả tỉnh thành đều biết bao nhiêu hình ảnh tràn ngập lên trên net luôn. Mà không cần phải đông người. Chỉ cần 10 người, 20 người, 30 người, ngay cả 3-4 người cũng có thể làm việc được. Mà những cái tập hợp mà 3-4 người, 4-5 người đó, bắt buộc chúng ta phải có người chụp hình đưa lên Internet. Và không có ai bị bắt. Nên nhớ là không có ai bị bắt và không có ai bị đánh đập. Thành ra cha Lý đã dặn rồi là cái cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3 và 12 Tây tháng 3. Sự thật là cha Lý đã dặn ngày 5 tháng 3 rồi đó. Mà có thể quý anh chị em nghe không rõ, nghe không hiểu được cái lời của cha Lý. Cha Lý đâu có cần phải tập hợp mà
mà ở Dương Cung Thánh Đường như vậy, ở nhà nhà thờ Đức Bà như vậy. Cha Lý đã nói ở trong những cái tài liệu của Cha Lý là cần nhiều tập hợp nhưng mà không cần phải tập trung. Tập trung thì mình tụi nó lấy cớ nó tiêu diệt mình rất là dễ, và nó đánh đập mình, nó gây thương tích mình, rồi nó lại còn lấy tên tuổi mình, rồi nó hăm dọa để làm sao mình không thể xuống đường được. Thành ra quý anh chị phải hiểu được như thế đó, thì chúng ta sẽ tạo được một cái sức mạnh ghê gớm lắm. Một cái sức mạnh biểu tình kỳ này là bảo đảm là phải ghê gớm. Nếu mà chúng ta vâng lời theo cái người mà hướng dẫn đó là Cha Lý, chúng ta không có cần phải tập hợp đông người, chỉ cần ba người, hai người cũng được đó. Hai người, một người chụp hình biểu tình chương biểu ngữ xong, hai người cầm biểu ngữ, một người chụp hình đưa lên trên internet, đưa lên Facebook, YouTube liền. Chúng ta thử tưởng tượng mà chúng ta có cả ngàn cuộc gặp tập hợp như vậy, cả ngàn cuộc tập hợp mà chỉ có hai người thôi, nhà cầm quyền phải suy nghĩ, nhà cầm quyền phải bắt buộc phải đối thoại với người dân. Cái ý đó là cái ý của người dân, mà họ có thể họ quá sợ cộng sản đi, họ không dám tập hợp biểu tình, thành ra họ chỉ sử dụng dưới 5 người cũng được. Chúng ta nhớ bên cộng sản nó có cái điều luật mà 34 gì đó, quy định 34 gì đó, là chúng ta không được tập hợp quá 5 người. Quá 5 người là coi như là bị bắt á. Thành ra chúng ta cứ tập hợp 5 người trở lại cũng được. Mà chúng ta có đông thì TV256 cũng nghĩ là họ không có trở tay kịp. Thành ra đó, khi mà chúng ta tập hợp số đông á, thì chúng ta phải chính xác. Anh em trong một cái nhóm của mình đó, mình tập hợp, thí dụ mình tập hợp đúng 10 giờ đi, phải không? Thì anh em phải đến đúng 10 giờ, đừng có trễ nải gì hết đó. Mà mình cần, không cần phải hành trang, không cần phải gì hết á. Tại vì mình biết đó, công an mà biết mình là trễ rồi, mình chỉ cần hình ảnh để mình tung lên vào cái ngày 12 tháng 3, và có thể mình để những cái biểu ngữ mà cho người ta biết rằng là đây là cuộc biểu tình 12 tháng 3. Chứ không phải rằng là mình lấy những hình ảnh cũ rồi mình đưa công bố cho quần chúng thì nó rất là bất lợi. Dạ. Thành ra đó, rất là hay luôn. TV nghĩ là rất là hay luôn. Một tỉnh đó, chỉ cần 1.000 nhóm, 100 nhóm thôi. 100 nhóm nhỏ nhỏ rồi là 2-3 người. Ít nhất là phải 3 người rồi. 2 người có thể được, 2 người, 1 người cầm biểu ngữ, 1 người chụp hình cũng được. Và chúng ta đưa lên YouTube, đưa lên Facebook, đưa lên những cái hình ảnh đó. Ừ, tôi biểu tình vào cái ngày 12 tháng 3, nên nhớ cái đời cái ngày. Để cho người ta biết đây là đúng là cái ngày 12 tháng 3 mình xuất hiện ở sân chùa, hay là ở nhà thờ, hoặc là ở công viên, hoặc là bất cứ cái nơi nào mà mình xuất hiện được. Không cần phải quan trọng đâu. Miễn là mình có dấn thân, mình xuống đường, mình dám cầm biểu ngữ, một người cũng được, và một người chụp hình. Đó, mình làm cái chuyện đó đi, thì mình sẽ thấy cái nó ảnh hưởng, cái làn sóng nó ảnh hưởng, nó đưa lên cái Facebook, rồi YouTube, rồi mình thấy hàng ngàn cuộc biểu tình vào cái ngày đó. Hàng ngàn cuộc biểu tình vào ngày đó thì nếu mà mình thực hiện được thì từ từ là anh em sẽ không còn sợ nữa. Cái điểm mấu chốt đó là quan trọng đó. Mấu chốt là mình biểu tình khắp nơi hết. Không có chỗ nào mình gọi là bỏ hết. 64 tỉnh thành là phải có biểu tình hết. Tại vì mình không cần tập hợp số đông. Mà mình
đánh nhanh mình rút lẹ, là mình chụp hình có trong vòng vài giây đồng hồ là mình giải tán, là mình đi mọi ai về nhà nấy, vì phải khỏe không? Mà cái câu chuyện này nó đâu có khó khăn. Dạ chào chào anh Nguyễn Trọng Lú nè, chào bạn Vĩnh Chân Chân nè, chào Tường Cát rồi Cherry, chào quý anh chị em đến với diễn đàn. Đó quý anh chị em mà chưa có nghe thì TV nhắc lại, mới đến thì lời kêu gọi của Linh Mục Lý rất là rõ, và cái điểm mấu chốt đó là cái điểm mà quan trọng nhất á. Hôm nay sao không thấy Lisa Phạm livestream? Có mà Lisa Phạm nãy có livestream nhưng mà TV cũng chưa có, tại vì bận rộn đó thành ra chưa có vào được, nhưng mà TV có thấy cái nó hiện ra livestream của Lisa Phạm. Hay ghê không? Linh Mục Lý đúng là một cái người mà nói là có trí tuệ và hiểu biết được những cái điều gì mà cần phải làm cho cái cuộc biểu tình. Nói mà Linh Mục Lý nghĩ ra cái lá cờ quốc tổ đó, cái lá cờ ngũ sắc đó, năm màu đó, TV cũng thấy là hay nữa. Sự thật á, những cái sự bị bợm của cộng sản mình thấy là mình biết. Giống như ở đây á, ở hải ngoại người ta đã sử dụng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ từ bao nhiêu năm nay rồi, thì có những người người ta kêu đỏ đổi lại thành một lá cờ gọi là đề huề, có một bên là sao vàng, một bên là cờ vàng ba sọc đỏ. Thì TV nói không được, nếu mà anh muốn hai bên đều, một bên cờ vàng bên ba sọc, cờ vàng ba sọc đỏ, một bên cờ đỏ sao vàng mà nhập chung lại, anh nên đem về nước, đem về nước cứ tranh đấu được cái đó đi, hiểu không? Người ta trong nước là cái gốc. Nếu mà anh muốn mà đồng bào trong nước chấp nhận thì chúng tôi cũng chấp nhận. Còn bây giờ anh đem cái lá cờ mà cờ đỏ sao vàng với ghép vô với cờ vàng ba sọc đỏ, chẳng khác nào anh là người phá hoại. Tại vì người ta tập trung một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ ở hải ngoại, mà anh đi anh đưa là một lá cờ khác thì người dân không thể chấp nhận được. Nhưng mà anh lấy cái lá cờ đó, anh đem về nước, anh kêu gọi mọi người sử dụng lá cờ đó và anh đi biểu tình với lá cờ đó, chúng tôi chấp nhận. Đồng bào trong nước là cái gốc, chúng tôi không có phản đối điều đó. Anh lấy cái lá cờ đó, anh thử ở trong nước đi, chúng tôi rất vui. Hiểu không? Đứng chung với lá cờ đỏ ở trong nước, mà đồng bào trong nước mà muốn như vậy thì rất là tốt. Nhưng mà rốt cuộc chúng ta đâu có thấy lá cờ đỏ sao vàng cộng với cờ vàng ba sọc đỏ mà đi biểu tình đâu. Đúng không? Nội mà TV thấy một người cầm, họ chỉ vẽ cái cờ vàng ba sọc đỏ ở trên cái cầu, trên cái bảng, là họ bị đánh đập rất là tàn nhẫn. Nhắc lại thì bây giờ TV không nhớ đến cái tên của anh đó. Trong một cái cuộc biểu tình, anh đưa lên cái bảng thì trong đó nó có cái hình cờ vàng ba sọc đỏ nữa. Không biết mấy anh chị em nhớ cái hình ảnh đó không? Mà anh đó bị đánh đập rất là tàn nhẫn. Mà anh đó đưa cái cờ vàng ba sọc đỏ, rồi còn có cái kế đó cũng có cờ đỏ sao vàng nữa, mà họ có dám họ đập anh đó quá sức chừng luôn. Rồi bao nhiêu đồng bào lại mang cái cờ vàng ba sọc đỏ là bị đánh đập, giống như cuộc biểu tình vừa rồi đó. Chỉ có cái anh lính ảnh đội cái nón sắt, rồi ảnh bận đồ quân nhân của quân lực Cộng hòa, rồi thế là ảnh bị đánh te tua luôn. Anh bị đánh rách tay, rồi anh bị đánh bầm ở trên con mắt, rồi 4-5 người mà kéo anh
mỗi người nắm lấy cái chân cái tay rồi thảy lên xe bus, rất là tàn nhẫn. Mà anh đâu có tội gì đâu. Cái quyền biểu tình mà bất bạo động đó là cái quyền nó căn bản của cả thế giới. Cả thế giới chứ không phải riêng của bất cứ nước nào. Mà tại sao Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp Quốc mà không có tuân thủ theo những cái luật lệ của Liên Hiệp Quốc? Đó là cái điều mà đáng nói, cái điều mà thô bỉ nhất. Dạ, anh Vịnh Chân Chân nói gì anh Dũng Phi Hổ đó. Thì thật thì TV cũng đọc qua, nghe qua những cái lời mà của anh Dũng Phi Hổ để mà tố cáo cái tổ chức gọi là chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam mà do ông Đào Minh Quân là thủ tướng. Quý anh chị em biết mà, ở bên hải ngoại này đó, gần như họ có cái quyền tự do. Họ muốn thành lập như thế nào, họ thành lập tổ chức nào cũng được hết. Nước Mỹ đó, nó tự do ghê lắm. Hiểu không? Đúng rồi, anh đó mang cờ vàng ba sọc đỏ trên áo, rồi ảnh đưa lên trên nóc nhà nữa. Rồi khi mà ảnh ra tù đó, ảnh còn xăm ở trên tay của ảnh là sát cộng nữa. Đó. Thành ra anh đó là cũng kiên cường lắm. Nhưng mà ảnh có thể là ảnh không hiểu về cái tổ chức, anh không hiểu nhiều về cái tổ chức của ông Đào Minh Quân đó, nhưng mà anh kết anh có cái kết luận nó TV thấy nó không đúng, là khi anh thấy người biểu tình đó mà cầm cái biểu ngữ người Việt không giết Việt, người Việt không giết Việt, và anh nghĩ cái đó là biểu ngữ của tổ chức của ông Đào Minh Quân. Không phải như vậy. Những cái câu nào mà hay, người ta thấy hay thì người ta có quyền đưa cái biểu ngữ đó ra thôi. Và người ta muốn là người công an không có được đánh người dân, người Việt không có thể nào giết Việt rồi đánh Việt như vậy. Chỉ vì người ta biểu tình thì người ta đưa cái biểu ngữ rồi là người Việt không giết Việt thôi. Có thể là nó trùng hợp với cái tổ chức của ông Đào Minh Quân. Thành ra khi mình thấy những cái biểu ngữ hay như vậy, nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng là cái biểu ngữ đó là của tổ chức ông Đào Minh Quân. Nó không đúng. Thấy không? Thấy không? Cũng như ông Đào Minh Quân, ông có chủ trương giành lấy đất tổ mà không làm khổ dân. Biết bao nhiêu người cũng có thể nghĩ được như vậy, chứ đâu phải là chỉ có mình Đào Minh Quân nghĩ đó được. Ai cũng muốn cứu nước mà đừng có làm khổ dân hết á. Không phải là chỉ có một ông Đào Minh Quân nghĩ ra được cái đó. Cá nhân TV cũng là muốn là mình cứu lấy cái đất nước mình không làm khổ dân. Bởi vì TV tâm sự với anh chị em nói rằng là nhiều lần thì đúng là không thích Đào Minh Quân, có thể là cho ổng là giả trá, ví dụ vậy đó. Nhưng mà cái chuyện đó thì không có cần thiết tốn công sức, không cần thiết tốn công sức đâu. Ý tôi muốn chia sẻ như vậy, anh Dũng Phi Hổ không cần tốn công sức, tại vì ở bên Mỹ này thì nó rất là dễ dàng. Muốn thành lập tổ chức nào cũng được, rồi tự xung nhau hoặc là bầu bán với nhau rồi đề nghị ra ai ra làm thủ tướng cũng được. Bên Mỹ nó không có câu nệ những cái vấn đề đó. Dạ, TV xin tạm dừng ở đây nha quý anh chị em, để có thể chiều hết chúng ta sinh hoạt thêm nữa.
chiều tối chúng ta sinh hoạt hơn nữa. Tại vì hiện tại TV cũng không có thấy đông người mà mình trình bày như thế là cũng đủ rồi. Mình cũng đủ là cỡ khoảng 35 phút và TV muốn cái đoạn video này nó ngắn để cho đồng bào sẽ thêm được xem được cái lời mà kêu gọi của cha Nguyễn Văn Lý và những lời kêu gọi là làm sao để biểu tình hiệu quả mà TV 256 nhìn thấy cái điểm chính ở trong cái bài nói chuyện của cha Lý. Và chị TV rất là công nhận những điều đó. Dạ, thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Xin mến chào quý anh chị em.